Trong hội thánh thì thưa quý vị có nhiều chức vụ. Và theo như Đức Thánh Linh đã sắp xếp ban cho cũng như là hướng dẫn thì chúng ta thấy rằng bởi những cái chức vụ này đó để mà giúp đỡ cho hội thánh hay là thân thể của Chúa được phát triển không có những cái trở ngại. Thì các chức vụ, cái vai trò của các chức vụ là như thế. Và như cô Linh Tô thứ nhất, đoạn 12 nói rằng là theo Đức Thánh Linh ban cho mỗi người, tùy mỗi người, người thì làm tiên tri, người thì rao giảng, người thì bố thí, người thì uh, lãnh đạo, vân vân, à, rất nhiều những cái chức vụ ở trong hội thánh. Và một trong cái chức vụ đó gọi là chức vụ chấp sự, hay là phó tế, hay là tiếng Anh là deacon. À, chấp sự là gì? À, thưa quý vị đây là những người mà họ giúp đỡ à, cho các sứ đồ ý nghĩa của cái chức vụ này là những người giúp đỡ hỗ trợ trong cái chức vụ của các tôi tớ của chúa và ngày hôm nay thì chức chấp sự cũng được à, các hội thánh hầu hết là các hội thánh à, tin vào Chúa Giêsu thờ phượng Chúa Giêsu đều sử dụng cái chức vụ này và như hội thánh Việt Nam của chúng ta thì từ cái chức chấp sự đó thì mới phân ra để có những cái chức gọi là trong cái ban trị sự à, như vậy thì cơ bản nhất chấp sự tức là cái người mà giúp đỡ cho các tổ tư của Chúa và nếu quý vị đọc ở trong cái phát xuất ở trong sách công vụ sư đồ đoạn 6 từ câu 1 cho đến câu 7 thì bởi vì có một cái vấn đề là sự cấp phát. À, trong lúc bây giờ thì số môn đồ gia tăng rất là đông nên người Hellenic phàn nàn nghịch cùng người Hebrew vì những người quá buộc của họ bị bỏ bê trong cái sự cấp phát hàng ngày. Hội thánh đầu tiên không phải chỉ rao giảng lời của Chúa nhưng mà hội thánh đầu tiên lại có một cái công tác nữa đó là họ quan tâm đến cái đời sống vật chất của các con cái của ngài, đặc biệt là những cái người gọi là neo đơn, những người quá phụ thì hội thánh lại cấp phát lương thực cho những cái hộ này và thưa quý vị có một cái vấn đề ở đây là bởi vì cái sự cấp phát nó không có đầy đủ nó không có công bằng nó không có làm cho người ta cảm thấy gọi là một cái tổ chức rất là tốt cho nên có một cái sự phàn nàn những người hellenic là ai hellenic tức là những người do thái nhưng mà nói tiếng hy lạp những người do thái nói tiếng hy lạp hay là thân hy lạp À, cũng giống như bây giờ những người à, à, việt kiều bây giờ họ quay trở về họ họ về nước mình vậy đó thì có một số người thì họ lại nói một cái thứ tiếng khác chẳng hạn như là những người nói tiếng anh sau này chẳng hạn như có nhiều người về việt nam sẽ có những người người ta à, nói một cái ngôn ngữ khác chứ không phải là ngôn ngữ ở tại quê hương còn người do thái tức là những người ở gốc do thái thì những người mà hellenic này đó phàn nàn với những người do thái là cái sự cấp phát những người quá phụ của họ nó không có đầy đủ và từ cái lời phàn nàn này thì 12 sứ đồ người ta mới họp lại và họ nói rằng bây giờ nếu chúng tôi mà bỏ cái việc giảng dạy để mà lo cái vấn đề cấp phát lo và việc bằng tiệc đó thì nó không có đúng ừ. cho nên bây giờ họ họp lại và họ mới đưa ra một cái ý kiến là hãy chọn trong những người ở tại đó có 7 người và những người này có những cái điều kiện thứ nhất á, ở trong câu thứ ba nói đó thứ nhất là có tiếng tốt thứ hai là đầy đức thánh linh và thứ ba là có trí khôn đó là những cái điều kiện à, thưa quý vị để làm một chấp sự và như vậy thì vấn đề ở tại đây chúng ta thấy rằng không phải chỉ có trí khôn mà thôi chấp sự là một người phụ giúp cho các tôi tới của Chúa, các sứ đồ. Và bây giờ quý vị biết là hội thánh đầu tiên đã, cái con số nó đã lên tới 5.000 người, 7.000 người, 10.000 người rồi. Nó không có lợi ít nữa. À, hội thánh của chúng ta nhiều khi có mấy chục người thì nó dễ lắm. Nhưng mà nếu tới mấy ngàn người thì quý vị sẽ biết rằng đây là vấn đề tổ chức rất là khó. Và họ đã cử ra 7 người và trong 7 người đó phải có đủ những ba cái tiêu chuẩn này. Cái tiêu chuẩn thứ nhất đó là trí khôn tức là phải là những người hiểu biết khôn ngoan để mà tính toán chứ còn uh, ít hiểu biết thì nó cũng trở ngại cho nên một trong những cái yếu tố đó là cái sự khôn ngoan một người được chọn vào làm chấp sự phải là một người khôn ngoan à người có học người hiểu biết người lanh lợi đấy thứ nhất đó là cái cái tiêu chuẩn thứ nhất cái tiêu chuẩn thứ hai đó là những người này phải có tiếng tốt có nghĩa là về đạo đức à tức là không phải là một con người mà cốt cướp trộm mà gian tham hoặc là bê bối sống một cuộc sống gọi là cờ bạc rượu chè đấy thì đó là cái tiêu chuẩn thứ hai là tiêu chuẩn về đạo đức và tiêu chuẩn thứ ba là tiêu chuẩn thuộc linh tức là phải đầy dãy đức thế linh đấy là một cái tiêu chuẩn rất là khó quý vị ba tiêu chuẩn này để mà được làm một chấp sự đó à quý vị thấy để làm một chấp sự cho nên quý vị thấy ông philip đi ra ông rao giảng ông cũng làm bắp tem chấp sự ngày xưa không phải như chấp sự bây giờ đâu họ rất là à, gọi là được đầy ơn của chúa được đầy dạy đức thánh linh và đây là một cái yếu tố có thể nói rằng rất là quan trọng và có thể nói là then chốt bởi vì giàu có trí khôn giàu có thể là có một cái đời sống đạo đức nhưng mà không có một đời sống thuộc linh có nghĩa là không có sự dẫn dắt của chúa thì họ sẽ làm theo trí khôn những người này họ sẽ sẽ làm tới trí khôn của họ và họ có thể kiêu căng quý vị thấy rằng nếu không có đạo đức không có thuộc linh thì sẽ sanh ra kiêu ngạo và trong hội thánh tại sao mà ngày hôm nay người ta nói là các chấp sự đó mà gọi là là những người sanh sự gây sự đó, là bởi vì những người này họ không có đầy giải thích linh họ chỉ có cái sự khôn ngoan thôi à, nhiều lắm là khôn ngoan và đạo đức đó là hai cái tiêu chuẩn mà quý vị thấy rằng cũng đã khó có người đạt được rồi. Nhưng mà ở đây cái tiêu chuẩn mà chú muốn là phải có đầy giải thích linh. Bởi vì sự đầy giải Thế linh rất là quan trọng. Nếu không có thuộc linh thì thưa quý vị sẽ dẫn hội thánh đi đến cái hướng sai lầm. Có nhiều người đến bằng cái sự giàu có, bằng cái sự khôn ngoan, học thức, địa vị và họ bước vào hội thánh. Và khi hội thánh như vậy đó thì họ điều khiển luôn cả ông mục sư. Có nghĩa là ông mục sư phải làm theo ý của họ bởi vì họ không thuộc linh còn nếu họ thuộc linh thì họ biết kính sợ họ biết văn lời họ biết tôn trọng tôn tế của chúa còn họ không thuộc linh gì cả thì họ cho rằng Ồ, họ có quyền à và họ sẽ có những cái ý kiến mà dẫn hội thánh đi sai cho nên ngày hôm nay để à, tuyển chọn những chấp sự thì hội thánh cũng phải theo cái tiêu chuẩn này à, chứ không có nghĩa là một người chỉ khôn ngoan chứ hiếu biết lanh lợi là đủ cho nên đây là một cái tiêu chuẩn rất là quan trọng và rất là thuộc linh. Và khi mà những người đó đầy đầy thánh linh thì thưa quý vị khi họ đầy dạy đức thánh linh rồi thì họ sẽ hiệp một. Họ sẽ yêu thương. Họ sẽ làm việc ở trong cái sự dẫn dắt của thánh linh. Họ sẽ hỗ trợ cho cái chức vụ của các tôn tớ của Chúa một cách rất là hữu hiệu. Họ không phải là cái người gây sự mà họ sẽ là cái người giải quyết những cái vấn đề. Chứ không ngồi để giải thích. À, có rất nhiều người chỉ giải thích vấn đề mà không có giải quyết vấn đề. Cho nên những người mà phụ tá, những người mà giúp đỡ đó rất là quan trọng. Bởi vì nếu không thì chính những người này sẽ là những người mà gây thiệt hại nhiều nhất. Thà không có. Thưa quý vị. Thà không có những người này. Còn nếu có đó thì rất là nguy hiểm. Tại vì mình trao cái cờ cho người ta phất mà người ta lại không có đủ tiêu chuẩn. Giống như bây giờ, ví dụ như bây giờ quý vị trao cái chìa khóa cho một người không khôn ngoan, không hiểu biết, không có trách nhiệm. Tôi nói ví dụ thôi. Không có trách nhiệm gì cả thì quý vị sẽ thấy là cái thiệt hại nó rất là lớn. Thà không trao còn đã trao rồi thì quý vị sẽ thấy rằng nó có một cái thiệt hại. Đó là tôi nói chuyện đơn giản như là chúng ta giữ nhà giữ cửa giữ tiền giữ bạc của mình thôi. À, huống chi là công việc của nhà Chúa đòi hỏi rất nhiều. Khi có những người đến à, tại hội thánh thì quý vị thấy rằng những những chấp sự là ai? Là những người phải có đạo đức phải có thuộc linh thì mới có thể yêu thương họ mới tôn trọng họ. À, chúng ta mới cái tình thương của mình đó mình mới có thể kéo người ta đến với Chúa còn nếu mà họ tới mình nạt nộ, mình la lối mình xua đuổi mình coi thường họ thì thưa quý vị dĩ nhiên là họ sẽ không bao giờ đến với Hội Thánh nếu mà gặp những cái người ở tại Hội Thánh như vậy và những người ở Hội Thánh những người mà nổi bật nhất những người mà trực tiếp ảnh hưởng trong Hội Thánh đó là ai đó là mục sư và đó là các chấp sự vì vậy cho nên hôm nay chúng ta học cái bài học này và xin chúa cho tôi và quý vị để chúng ta sẽ áp dụng vào trong đời sống của mình cũng như là trong hội thánh của mình nếu là đời sống của chúng ta thì chúng ta cũng phải đủ những cái tiêu chuẩn này quý vị đây là một người môn đồ đây gương mẫu người môn đồ gương mẫu là người phải có cái cuộc sống và đạo đức à tức là không gian tham không cờ bà không bê bối không sống một cái cuộc sống mà có thể nói rằng là à, là một người xấu ở trong trần gian này à thì không không thể nào có thể là được gọi là môn đệ của chúa đó là mình nói về đạo đức thứ hai đó là về vấn đề à, à, trí khôn thì quý vị thế là người theo chúa con cái của chúa là cái người khôn ngoan là con cái của sự sáng con cái của sự khôn ngoan và chúng ta phải sống một cuộc sống khôn ngoan Chứ không có thể nào mà chúng ta không hiểu biết gì cả Giả như bây giờ chúng ta không hiểu biết Chúng ta nói những cái lời nó nó hại cho công việc của Chúa Chúng ta phát ngôn lung tung Hoặc là chúng ta nói những cái câu mà Thay vì chúng ta nói mời người ta đến Thì chúng ta sẽ là cái người xua đuổi Người khác Khiến cho họ không có muốn đến với Chúa nữa vì vậy đó cho nên chúng ta phải xin Chúa cho mình để mỗi ngày chúng ta sống ở trong cái sự khôn ngoan của Chúa. Phải học hỏi để chúng ta trở thành những cái người khôn ngoan, nói những lời khôn ngoan, có những cái hành xử mà một cách rất là khéo léo, một cách khôn ngoan. Đấy, chúng ta không giả dối, nhưng mà chúng ta đạo đức và khôn ngoan như Chúa nói đó, hãy khôn như con rắn nhưng mà phải hiền hòa như chim bồ câu. Thì người theo Chúa phải có những cái đặc điểm này, mình phải khôn ngoan chứ không có nghĩa là mình nghĩ gì mình nói đấy, không có nghĩa là mình nói lung tung mà. Cho nên trước khi quý vị muốn nói một câu nói nào quý vị cần phải suy nghĩ. Chứ đừng bao giờ nó có trong lòng của mình có một số người nhân danh cái sự chân thật có nghĩa là mình nó thật mà thật sự ra cái thật đó nó cũng không thật nữa. Cái đó chẳng qua là cái thật đối với mình thôi chứ còn cái sự thật nó cũng không phải là sự thật. Vì vậy đó cho nên chúng ta cần phải hết sức là cẩn thận và phải sống một cuộc sống khôn ngoan và Chúa nói là chớ xử mình như một người dạ dột. À. Nhưng mà hãy khôn ngoan như trong Ephesos đoạn 5 đó. Đừng có xử mình như một người dạy dột thưa quý vị. Một người theo Chúa là một người khôn ngoan. Và chúng ta học cái khôn đó ở đâu? Ở ngoài đời thì người ta học cái khôn đó ở trong trường học, ở trong những cái người đi trước họ, những người thầy trong sách vở, người ta cũng học được cái khôn đó. Nhưng mà dĩ nhiên cái khôn ở ngoài đời là một cái khôn lanh, một cái khôn mà trong đó nó có chứa đựng cả cái sự gian dối trong. Còn cái khôn mà kinh thánh nó là khôn từ trên á thì thưa với quý vị Cái khôn đó mới là cái khôn mà Chúa muốn chúng ta Trong đó có sự chân thật à. Cái khôn ngoan của một người đạo đức thật sự à. Cho nên từ cái chỗ đó Chúng ta phải xin chúa cho mình để có sự khôn ngoan Và ở trong Gia cơ đồng một của năm nói rằng Ai là người kém thiếu sự khôn ngoan Thì người ấy hãy cầu nguyện Nếu chúng ta cảm thấy mình kém thiếu cái sự khôn ngoan Thì phải cầu nguyện Để xin chúa cho mình cái sự khôn ngoan bởi vì nếu mà chúng ta không có khôn ngoan thì thưa với quý vị chúng ta sẽ làm thiệt hại đến công việc của Chúa. Và chúng ta cũng sẽ không nhận ra được những cái bẫy, những cái mưu kế của ma quỷ. Và chúng ta sẽ đi đi theo. Có một số người như thế. Có một số người bị người ta lợi dụng ngày hôm nay đó. Người ta lừa phấn mình, người ta lợi dụng mình. Rồi người ta gọi là gạt mình. Mà nói mình là con cái của Chúa rồi. Mà nói rồi người khác chỉ cho mình đây là cái người ta gạt mà mình cũng vẫn bị đi theo. Là sao? vì thế đấy tại vì mình tham lam, mà ở à bên ngoài là ta lợi dụng những cái lòng tham của mình để người ta có thể là lôi kéo mình, để người ta có thể hại mình, có những cái chuyện mà nó rành rành là ai cũng nói ra cái này là gạt, nhưng mà có một số người mê mũi cho đến độ là không bao giờ chấp nhận cái điều đó, cứ nghĩ rằng như vậy nó nó vẫn còn hy vọng, vẫn nghe, vẫn đi theo, vẫn chắc chắn là những gì họ hứa đó thì nó sẽ thật. À, nào là hứa một gia tài nào là hứa sẽ đem tiền cho mình nào là hứa sẽ yêu thương mình và biết bao nhiêu những cái điều giả dối như vậy hàng ngày và ngày hôm nay chúng ta sẽ sống một cái thời đại này nữa chúng tôi vừa gặp các lãnh đạo các tôn giáo vừa nói chuyện về cái vấn đề mà ngày hôm nay người ta gạt với nhau nó còn hơn nữa nó kinh khủng người ta có thể giả giọng một người thân mình đó nó y như giọng người thân mình đó mà nếu quý vị mà không có sự khôn ngoan thì chúng ta sẽ bị lừa ngay vì vậy cho nên xin chúa cho mình để mình có một cái cuộc sống khôn ngoan hả? để rồi chúng ta có thể nhận ra được chứ không có thể đơn sơ hiền hòa mà đơn sơ cho đến độ là chúng ta không không có một cái hiểu biết gì cả cho nên phải học tập phải xin chúa so sánh cho mình phải xin sự sáng của chúa chiếu vào trong tâm trí của mình trong tâm linh của mình để mình nhận ra được à, những cái điều nào là đúng và điều nào sai điều nào tốt và điều nào xấu đấy là cái người khôn ngoan có được điều đó và chúng ta cần phải đầy dạy đức thánh linh rất là quan trọng bởi vì nếu chúng ta không đầy dạy thánh linh thì chúng ta lại sẽ bị giàu khôn mấy đi nữa quý vị cũng sẽ thấy rằng có những điều mà cái khôn cái trí khôn của mình không vượt qua nổi được cái khôn của của người khác được đấy cho nên từ cái chỗ đó chúng ta phải có sự dẫn dắt của đức thánh linh để đức thánh linh dẫn dắt chúng ta bởi vì có rất nhiều chuyện chúng ta thấy nó cũng tốt lắm nhưng mà nó là nó là sai <laughs> Có những con đường trong giường như chánh đáng nhưng mà cuối cùng nó thành nẻo của sự chết. Có nhiều khi có những người vậy đó. Chẳng hạn như quý vị thấy Chúa nói là một, một người mà vừa lắm trúng mùa rồi thì ông ta tiếp tục ông làm ăn nữa và ông ta xây vừa lắm nữa. Thì đó là khôn chứ. Ở ngoài đời người ta cho như vậy là rất là khôn ngoan ông đó làm ăn dỗ quá. Nhưng mà Chúa nói rằng đó là người dạy. Khi chúng ta bắt đầu đam mê khi chúng ta bán linh hồn của mình bằng một cái sự bận rộn với tất cả những cái công việc vô ích nè. Chúng ta quá tham lam Chúng ta quá gọi là Bị ràng buộc Bị, bị những cái ách đó, nó trói cột chúng ta Thì chúng ta không thể nào thoát được Chúng ta sẽ mệt mỏi Và chúng ta sẽ coi chừng Chúng ta sẽ bị mất linh hồn Cho nên hãy coi chừng với tất cả Và chúng ta phải sống một cuộc sống thật là khôn ngoan Và chỉ có Thánh Linh mới có thể dẫn dắt chúng ta và chỉ cho chúng ta một cách sống nhẹ nhàng khôn ngoan quý vị còn bằng không thì chúng ta sẽ bị vướng rất nhiều điều ngày hôm nay bao nhiêu cái lời mời đầu tư biết bao nhiêu những công việc đương mời mọc chúng ta biết bao nhiêu những cái mối quan hệ mà có thể sẽ dẫn đến những cái tai hại cho linh hồn của chúng ta ngày 1 tháng 6 đây chúng ta sẽ được nghe một cái vụ án ở Việt Nam diễn ra rất là lớn đây là cái vụ án mà có thể nói rằng là cả thế giới cũng sẽ theo dõi. Và quý vị biết rằng những người mà bị xử ở trong cái ngày 1 tháng 6 sắp đến đây là gì không? Là những người nói. Những người chỉ thích nói thôi. À, họ là những người có tiền bạc giàu có và thậm chí cũng có học thức nữa. Có những vị là tiến sĩ, có những vị là là đại gia, thấy chưa? Nhưng mà thưa quý vị, tại sao mà họ phải bị bị bắt và họ phải bị xử như vậy tội nghiệp như vậy cuộc sống quý vị thấy nó không khôn ngoan tí nào cả vì vậy cơ đốc nhân cần phải xin chúa cho mình để chúa dẫn dắt chúng ta ở trong cuộc đời này chúng ta cần phải đầy thính thánh linh để chúng ta có thể sống để chúng ta có thể tổ chức lại gia đình của mình tổ chức cuộc sống của mình công an việc làm của mình và chúng ta cũng sẽ đóng góp vào trong hội thánh của Chúa để chúng ta sẽ trở thành những cái người hầu vị Chúa có thể quý vị không phải là mục sư nhưng quý vị có thể à, trở thành những chấp sự cách đầy ơn thưa quý vị. Bởi vì chấp sự Ê Tiên, chấp sự Philip là những chấp sự được đầy ơn và họ cũng có phần thưởng rất là lớn ở trong cái công việc nhà của Chúa. Họ sẽ là những người mà sau này khi bước vào nước thiên đàng chúng ta cũng sẽ được gặp những vị này. Họ sẽ không khác gì các tôi tớ của Chúa hết. Cho nên xin Chúa cho tôi và quý vị để chúng ta hãy học việc Ngài hãy đứng trong cái vị trí mà Đức Chúa Trời được mời gọi chúng ta và hãy phục vụ Chúa một cách rất là hết lòng, rất là đầy ơn, à, khôn ngoan và một cách xứng đáng. Để rồi chúng ta sẽ giống như các chấp sự trong hội thánh đầu tiên là những người mà sẽ cùng với các sứ đồ để phát triển công việc của nhà Chúa. Bởi vì nếu các chấp sự không được ơn thì tôi thưa với quý vị rằng các sứ đồ cũng sẽ bị ảnh hưởng ngày hôm nay các chấp sự không được ơn thì các mục sư cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi vì khi họ không được ơn thì các mục sư phải thay thế họ để mà làm những cái công việc cấp phát những công việc về về vật chất những cái công việc về tổ chức những cái công việc về à, gọi là đưa đón giúp đỡ người này đi thăm giúp đỡ người khác họ phải làm tất cả À, nhưng mà nếu có những chấp sự đầy ơn thì tôi thưa quý vị rằng sẽ giúp đỡ rất nhiều cho các chức vụ các tội thơ của chúa còn xin chúa thăm viếng và xin chúa ban phước trên chúng ta để chúng ta sẽ là những người hầu việc đức chúa trời sẽ là những người phục vụ chúa và làm sáng danh ngài đặc biệt trong cái vị trí trong cái chức vụ mà đức chúa trời kêu gọi chúng ta thì cũng hãy xứng đáng với cái chức vụ đó và cái tiêu chuẩn rất quan trọng đó là đại diện thánh linh Hãy cầu xin Chúa cho tôi và quý vị để chúng ta có một cuộc sống đầy dạy thánh linh. Không phải đầy dạy sách thịt mà đầy dạy được thánh linh. Để rồi chúng ta có thể sống một cuộc sống khôn ngoan, đầy ơn và bước đi trong cái sự dẫn dắt quyền năng của Ngài để chúng ta có thể góp phần trong công việc của nhà Chúa và phát triển công việc nhà của Ngài. Xin Chúa ban phước và xin